xin chào anh em, chào mình em quay trở lại với Ngũ Nguyễn của em nha. Bây giờ sẽ cập nhật giá xe đó, nhưng mà giá xe hôm nay thì nó đa dạng hơn, có nghĩa là giá thấp cũng có và giá cao cao tí cũng có. Đó là tại cửa hàng xe máy Thành Công. Đây là video thứ hai em mình làm đó. Thì cửa hàng xe máy Thành Công nó rất là quen thuộc rồi các bạn, tại vì mình làm xe máy Thành Công nhiều lắm rồi đó. Với cái địa chỉ các bạn thì nó nằm ở 66/4 quốc lộ 2 Đông Lân, Bình Định, Hóc Môn. Nhưng mà cái địa điểm các bạn dễ nhớ nhất á ở đây, đối diện công ty cổ phần Việt Hưng đó. Cái hướng bên phải cửa hàng mình phải 100m là ngay cái cầu vượt An Sương nè đó. Các bạn đang thấy cầu vượt mà xe đang chạy đó là cầu vượt An Sương, tầm 100m ha. Rồi hôm nay là có đang xây cầu vượt đi bộ giữa đoạn đường từ mình đứng với cầu vượt An Sương á đó. Đó là có cầu vượt đi bộ đó. Còn hướng ngược lại là sẽ là cái ngã ba Việt Hưng đó. Từ cái ngã ba Việt Hưng đó mình chạy thẳng lên đó, là mình sẽ đi về hướng Củ Chi và đi về Tây Ninh, quê hương của mình ha. Rồi ok, bây giờ hôm nay mình sẽ cập nhật giá xe cho các bạn đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra giới thiệu cho các bạn là một cái cửa hàng xe máy Thành Công ha. Nghe cái tên là thấy sự thành công rồi. Đây là cửa hàng nhỏ nha, còn cửa hàng lớn các bạn, cửa hàng lớn là bên kia kìa đó, kế bên đúng không, cách tôi căn nhà đó là cửa hàng Chà Bá luôn. Còn đây là cửa hàng nhỏ, chị để những dòng xe nhỏ ở đây ha. Ok, chị Nga đứng sẵn rồi, bây giờ mình vô trong mình chào chị ha. Rồi hello chị Nga. Chào em, chào mọi người nha. Dạ. Hôm nay thì chị em mình cập nhật giá cũng nhanh như kỳ rồi hả chị, nhưng mà nhanh thì nhanh nhưng mà cũng phải đầy đủ cho những cái thủ tục cửa hàng nè, rồi cái này cái kia cho bạn biết rõ hết giá là chị em mình báo giá như là bây giờ là mình trả góp như thế nào. Mình trả góp thì thủ tục mình trả góp vẫn là trả góp qua ngân hàng. Dạ. Riêng cửa hàng của chị là không có trả góp qua cửa hàng mà chỉ có trả góp qua ngân hàng thôi. Dạ. Trả góp qua ngân hàng, thủ tục là chứng minh bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu. Dạ. Chủ yếu là ngân hàng FE, còn các ngân hàng khác người ta tự lựa chọn khách hàng rất là kỹ. Đúng rồi. Người ta hỗ trợ khách hàng chủ yếu là thành phố. Dạ. Còn những khách hàng ở tỉnh gần như không hỗ trợ luôn. Dạ. Đó thì nói chung là bây giờ mình nhắc cho các bạn biết nè, trả góp bạn cứ làm chứng minh và hộ khẩu hoặc chứng minh và bằng lái là mình sẽ hỗ trợ được. Còn việc vận chuyển xe của mình như thế nào chị? Vận chuyển xe thì ví dụ như các bạn mua bằng tiền mặt thì cứ alo tin tưởng cửa hàng, alo chuyển khoản trước chuyển xe sau. Chứ có một số người khách hàng gọi điện cho chị nói tôi chuyển tiền cho chị, lỡ chị không chuyển xe cho tôi thì sao. Đây là cửa hàng của Thành Công chứ không phải là những cửa hàng như các bạn đã bị lầm và đã đang suy nghĩ có trường hợp đó như vậy, chứ không phải là không. Các bạn đặt câu hỏi rất là đúng, nhưng mình nhìn mặt gửi vàng, hãy tin tưởng cửa hàng và uy tín thương hiệu tạo được lên cái cửa hàng rất là mạnh mẽ và lớn. Yeah. Nếu như nói đến An Sương là cửa hàng đứng thứ nhất về mặt hàng xe cũ ở trên An Sương, Thành Công. Còn như cái việc mà những cái dòng xe cửa hàng mình á thì mình bảo hành như thế nào đây chị nha? Chế độ bảo hành của cửa hàng là từ 6 tháng đến 1 năm. Yeah. Và chế độ ưu đãi cho khách hàng và những phần quà tặng thiết yếu và gắn liền với những cái thực tế nhất của khách hàng là nón bảo hiểm, nhớt xe. Đó là những cái trang bị thiết yếu khi các bạn ngồi lên trên chiếc xe lăn bánh tham gia giao thông. Ok ha. Chị quay các bạn ha. Ok, giờ chị em mình cập nhật giá cho các bạn dễ biết luôn cái này nha. Rồi đầu tiên là con quay RSX màu trắng đen này các bạn. Đó con này nè. Cái này là đời 2018 nè. Dạ. Cái này là FE xong khuôn điện tử. Dạ. Cái này cửa hàng bán ra là 18 triệu. 18 triệu ha. Giấy tờ này kia là mình có rút nhập đồ ok hết không chị nha? Xe của chị là xe chính chủ. Dạ. Xe nào cũng chính chủ. Chính xác là như vậy. Nhiều cửa hàng mình không nói nhưng mà riêng cửa hàng Thành Công á là hình như là chính chủ mới mua, không chính chủ là không có chơi. Đúng rồi. Em biết là như vậy đúng không? Lâu lâu lắm mới có một vài cái xe mà khách hàng đổi xe ra thì bắt buộc chị phải thâu lại cho khách hàng. Nếu như chị không thâu lại thì khách hàng nói chị không mua xe tôi đi mua chỗ khác. Thì cái đó là trường hợp bắt buộc mình phải hỗ trợ cho khách hàng. Và mình có trao đổi thì những cái đó mình lại bán cho những người mà người ta không cần phải sang tên. Dạ. Tại vì sang tên là mất phí chứ đúng không rồi, phải là đúng không rồi. Mất phí. Dạ. Đó, 99% là xe chính chủ. Rồi, con này chị cho em biết là cái giá là... Cái này là 18 triệu. 18 triệu, biển số của Hóc Môn 51228 các bạn nha. Đặc biệt là con rim thì nhờ bạn camera mình quay ok nhất có thể để cho các bạn biết được cái con rim này như thế nào ha. Con rim này các bạn là lên được cặp bánh mâm Rider heo trước và heo sau, sử dụng heo của SH. Đúng rồi. Bình xăng thì 125 e điện.
Cái này là xe Jim Thái, yeah, đời 96. Xe yeah lên đồ chơi và nó yeah lên đầu đèn của Cúp Phe 2011. Dạ. Yeah. Đó. Đó, ok ha. Nói chung là xe này cũng làm kiển rồi đó bạn. Cục này ha. Rồi, biển số nó 59 là 178124. Cái này chính chủ luôn. Con này cửa hàng mình để ra cho các bạn bao nhiêu đây chị nghe? Cái này là 24 triệu. 24 triệu ha. Đó, một chiếc xe nói chung là dòng kiển, có một cái rổ cũng rất là đặc biệt. Còn đây là cái dòng hẹp 135 lốc 8. Cái này 135 là đời 2014. 2014. Cái này hàng bán ra là 22 triệu. 24, giá 22 triệu. 59i2 44787 của Củ Chi. Con bên đây thì cũng kiển nhẹ nè anh em. Con này á cũng là đời 2014 luôn. Dạ. Con này cửa hàng bán ra là 20 triệu. 20 triệu thôi, đi cặp bánh chị ha, biển số 59 V2 của Gò Vấp 09390. Đó. 20 triệu thôi. À, cho em hỏi nhỏ cái là cửa hàng mình bán như vậy là còn thương lượng không chị nha? À, cái này còn có bớt lọc một chút, dạ, xíu cho okay anh em đi đường xa xôi, dạ, sang cổ. Ok ha, phải có bớt lọc nha các bạn. Ok. Thầy ơi, con vào con quay cái future, ra cái future X ra ngoài quay. Giờ mình ra ngoài quay cho bạn xem hai con mô tô nhỏ nha. À. Đây. Future X đây ha, mô tô nhỏ nè các bạn. À, con này là con GBX Demon 125 mẫu cái nhỏ này à, là xe nhập của Thái Lan á. Dạ cái đúng này rồi. Hàng bán ra là 22 triệu. 22 triệu bạn. Cái này mình yếu nha, mình bấm lên cái đồng hồ tắt luôn nè, mình quá yếu luôn. Đó mình bấm nha. Đó mình yếu chứ mấy kỳ rồi mình đề là im lắm á. 22 phải không chị nha? 22 triệu, đăng ký đời 2018 luôn. Dạ, 22 triệu đời 2018. Còn bên đây là một con MSX đời của nó là 2016. Cái này cửa hàng bán ra là 30 triệu. 30 triệu đời 2016. Cái này là xe của Thái Lan luôn. Dạ. Ok đó hen, xe của Thái Lan luôn nha. Honda mà nhập của Thái Lan nha các bạn. Rồi, chị em mình tiếp tục vô bên trong, báo giá những cái dòng bên trong này cho các bạn tham khảo nè. Trong đây là Exciter, Winner rất là nhiều. Đây là chỗ chị tân trang cũng như là dọn rửa cho sạch sẽ nè ha. Nên là xe cộ để rất là nhiều chứ. Đây là con E150 màu xanh Mobita. Cái này đời 2016. Biển thành phố. À, cái này cửa hàng bán ra cũng là 28 triệu. 28 triệu các bạn. Ừ. Đó, 28 triệu cho một con Exciter với cái mâm kiểu nha, mâm này không phải mâm rin. Vỏ trước vỏ sau đều là vỏ xịn Michelin. Cặp mâm này thì nhìn nó còn cứng là cặp mâm rin nữa các bạn. Chính xác là như vậy. Với giá chỉ có 28 triệu có đi cùm tăng tốc. Rồi, kế bên là một con Winner màu trắng với cái cặp mâm màu cam. Đó. Winner này là đời 2017. Tem trùm đúng không chị? À, đúng. Đúng rồi, cái này dán tem trùng. Dạ. Cái này cửa hàng bán ra là 27 triệu. 27 triệu các bạn. Cái này là dán tem trùng đó. Dạ, dán tem trùm. Xe này có đi chống trộm luôn nha các bạn. Nhưng mà thường này, những chiếc xe mà gắn chống trộm là mình thấy tiêu là hết bình hết trơn á. Không chiếc nào còn à, nếu mà gắn chống trộm. Ừ. Rồi, cái bên này là chiếc E150 màu đen nhám. 92 Quảng Nam. À, cái này cửa hàng bán ra cũng là 35 triệu. 35 triệu. À, 23180, biển của Quảng Nam 92 nha anh em. Ừ. Rồi cái bên này vẫn là E150 luôn. Dạ. E150 đời 2015. Dạ. Cái này cửa hàng bán ra là 28 triệu. 28 triệu. Dạ, ok. Rồi, bây giờ anh em mình tới con GZ ha. Dạo nay mình cũng nhận được cuộc gọi từ anh em rất là nhiều hỏi mình về vấn đề GZ đó. Thì xe máy thành công hiện đang có một con này là đời mấy chị nha? Con này là đời 2017 em. 2017. Rồi ZA150 thì xe này đã lên những cái trang bị mà dành cho mà đi những tour, người đi mà phượt, gọi là dài. Đam mê mô tô mà để đi đường dài, đi tour, đi phượt, yeah, là đã đầy đủ hết những cái trang bị để mà khi mà chạy trên một lộ trình rất là dài. Yeah. Cái này cửa hàng bán ra là 55 triệu bao trọn gói. Cái 55 này, triệu trọn gói ra tên cho các bạn luôn đó. Đúng rồi. Đó. Cái này đăng ký đời 2017. Yeah. Xe này là có cặp thùng thì các bạn biết là riêng đời bắt đầu đèn trợ sáng ha. Và những cái giải trí như là lo nghe nhạc này kia là có hết, mà kiến chắn gió cũng có luôn nha các bạn. Ừ. Rồi, bên đây là một con E150 biển. Cái này là màu trắng đen đời 2017. Dạ. Cái này cửa hàng bán ra cũng là 30 triệu. 30 triệu biển số thành phố luôn đó. Đúng rồi. 30 triệu nha anh em. Ừ. Giá hôm nay mình thấy Exciter rất là tốt á. Rồi. Bên đây là một con Exciter nữa. Cái này nữa là Exciter. Cái này là sơn của Cao Quang Phương này. Dạ, sơn Quang Phương. Cái này là còn cái tem mà bảo hành 5 năm nước sơn và bảo hành xe này. Dạ. Cái này đời 2019, cái này cửa hàng bán ra là 35 triệu. 37 triệu ha. 35 triệu. À 35 triệu.
tem 3D của Quang Phương. Tem 3D Quang Phương rồi còn dán keo trùng, dán keo trong nữa. Yeah. Nên là một lớp keo trong để mà bảo vệ. Yeah, rất là ok luôn. Cái này mà lột keo trong ra là xe đẹp cực kỳ. Dạ. Ồ, tem Quang Phương mà hiện tại đang dán keo trong nữa ha. À, dán keo trong luôn đó. Rồi. Biển số là của 71 bến Tre C3. Đúng rồi. 34557. Rồi ok. Bên đây là một con Ly 110. Ly 110. Này là hay là mấy rồi chị? Ly bục bự nữa đó. Cái này là đời 2010 luôn. 2010. Cái này còn làm bán ra là 8 triệu. 8 triệu thôi trời. Con Ly này là giá chỉ có 8 triệu các bạn nha. Biển số là của thành phố luôn ha. Ừ. Rồi. Cái bên này là con Winder này là màu trắng đen đó. Dạ. Tại vì, màu trắng xanh đó. Xanh trắng đó. À, xanh trắng đó. Tại vì là cái bộ tem nó bị chầy. Dạ. Thành ra là làm ra để thay lại cái bộ tem mới nhưng mà chưa có dán. Cái này là đời 2017. 2017. Cái này hàng bán ra cũng là 26 triệu. 26 triệu các bạn. Đó. À, ok, 26 triệu. Đời. Tiếp theo là con này con gì em thấy nó lạ quá vậy ta? Có chút xíu à. Con này hả? Con này gọi là Jeep của Biago. Jeep của Biago. Biago gần như là đời đầu luôn đó. Dạ. Cái này cửa hàng bán ra là 7 triệu. 7 triệu ha, một chiếc xe rất là độc lạ luôn nha các bạn. Jeep của Biago. Dạ. Rồi, cái bên đó là một con AB phải Thái không chị? Hay là AB đó là đời 2010, hàng Việt Nam nên áo Thái. Dạ. Cái đó cửa hàng bán ra là 23 triệu. 23 triệu, biển số 59G141240. Xe đó là máy móc zin luôn. Dạ. Còn bên trong là Vision. Bên trong là Vision, Vision đời 2016. Dạ. Cái đó cửa hàng bán ra là 22 triệu. 22 triệu. Dạ. 22 triệu màu đỏ, biển số là 62B1 của Long An nha anh em. Đúng rồi. Rồi. Tiếp theo ở đây thì mình có thác ở thác Việt Nam nè. Cái này hả? Dạ. Đây là thác ở Việt Nam ha. Cái này nó rất là đặc biệt. Ủa, cái này nó không phải là SH. Đúng rồi. Mà cái này á là cái xe sáp. Sáp của SOEM. Trời ơi. Mà lên bộ áo của SH Việt Nam. Hay vậy ta. Rất là đẹp. Nếu như mà chạy ra đường không để ý thì bạn sẽ nói đây là chiếc SH Việt Nam. Các bạn cũng vừa thấy là mình nói thác luôn đó. Đó. Cái này cửa hàng bán ra là 25 triệu. Trời ơi, của SOEM chiếc sáp á mà lên cái giá quá. Cái này là nó cũng là SH Đài Loan đó. SH Đài Loan các bạn, SH SOEM nha, SH của hãng SOEM. Sáp á nha. Rồi. Hàng gì mình nói mình nhìn sao cái sao này nó lạ dữ rồi ta. Xe chính chủ hỗ trợ trả góp đàng hoàng. Dạ. 15 triệu hả chị? 25 triệu. À 25 triệu. Còn xe cái trong này là chiếc xe Suzuki FI đời 2015. 2015. Cái này cửa hàng bán ra là 12 triệu. 12 triệu. Suzuki FI ha. 115 phân khối phun xe điện tử nha. Anh chẳng biết của xe nào mà sedan lút. Dạ. Rồi ha, ok. Bên đây là một con Supreme. Cái này là Supreme đời 2011. Cái này cửa hàng bán ra là 21 triệu. Đời 2011, giá là 21 triệu. Biển số thành phố N1. 21 triệu. Kế bên là một con Liberty của hãng Biago. Đời 2012. 2012. Cái này cửa hàng bán ra là 16 triệu 500. 16 triệu 500 ngàn. Vẫn hỗ trợ trả góp tất cả cho anh em ha. Đúng rồi, anh xe em thành yên phố tâm. Chính chủ luôn. Dạ. Rồi, kế bên là chiếc AB đời 2008. Tức là form của 2008, bình xăng con. Dạ. Nhưng xe này cả Việt đăng ký sang năm 2010. Ồ, dạ. Cửa hàng bán ra là 15 triệu rưỡi. 15 triệu rưỡi ha, đăng ký 2010 được nha các bạn. Xe chính chủ, biển số thành phố. Tiếp theo là con Suzuki bên trong đó chị nha, biển số thành phố luôn. Suzuki bên trong là đời 2013. Dạ. Cửa hàng bán ra là 12 triệu RC, màu đỏ đen. Dạ, ok các bạn nha, 13 triệu. Rồi, bây giờ chị em mình sẽ tới hàng bên dưới nữa nè, đây anh em ơi. Con Novo 5 này màu tím này nè, là đời nào vậy chị nha? Cái này là đời 2012. Cái này cửa hàng bán ra là 13 triệu. Đời 2012 giá 13 triệu. Đúng không? Dạ, rồi, rất ok. Là dễ thương. Rồi, bắt đầu mình tới một con Novo 4. Novo 4. Cái này còn gọi là màu 5, màu 1 nữa nè. Cái này cửa hàng bán ra cũng là 7 triệu. 7 triệu. Ừ. Rồi, có 7 triệu đồng mà mình sở hữu được con Tayga rồi. Tất cả xe này là xe chỉ đổi xe cho khách á. Khách hàng đổi xe ra đó. Dạ. Rồi, rồi bên cái bên vẫn là Suzuki. Suzuki đời 2015 FI luôn. Dạ. Cái này cửa hàng bán ra cũng là 12 triệu. 12 triệu nha. Rồi còn con Suzuki Sanker tốt bên trong chị? Suzuki Sanker bên trong thì đời nó có cao hơn một chút xíu. Dạ. Đời 2016, 15, 16. Cái đó cửa hàng bán ra là 14 triệu. 14 triệu. Nha, 14 triệu. Ok. Ở đây em thấy có con này là rim gì đây chị? Con đó là con Super đó em. Super. Cái đó cũng là Super đó. Super đời nào vậy chị nghe? Cái này hả? Cái này là đời 2000, 2001 đó.
cô lên nó thắng để sau với lại cặp bánh mâm nha các bạn. Cái này cửa hàng bán ra là 19 triệu. 19 triệu thôi. 19 thôi. Còn đây là cô phi chợ ít nè. Nhiều người mê lắm nè. Nhiều anh chị khoái lắm. Nổ liền một phát là nổ liền nha. Cô chợ ít này là mấy chị nha? Phun xăng điện tử. 2010 phun xăng điện tử. 2010 phun xăng điện tử. Bán ra là 30 triệu. Máy móc gì hả chị? Đúng rồi. Tại cái này chị mới mua lên là chưa có rửa mà chị cứ để trong góc. Không 30 triệu. Dạ, 30 triệu đời 2010 ha. Ừ. Rồi, ok chị nghe. Rồi, mình lại tiếp tục tới hàng bên dưới ha. Ừ. Ở đây là có một con AB này, AB Thái phải không chị? Cái này là AB Thái. Dạ. Cái này là 48 triệu. AB Thái. Giá là 48 triệu. Ừ. Ok. Cái này đời nào đời nào chị? Cái này cũng là đời 2009. Cái này phải coi cả vẹt chị mới nhớ. Dạ, phun xăng điện tử nha các bạn. Phun xăng điện tử luôn. Trời ơi, đều phát nổ đã lắm. Cái này chỉ zin từ A đến Z luôn, xe bao đẹp. Xe rất là êm nha. Rồi, 49 triệu AB Thái. Cái này là Quay Black. Quay Black đời 2017. Dạ, đời 2017. Cái này cửa hàng bán ra là 16 triệu. Bánh mâm thắng đĩa luôn. Đó, 16 triệu các bạn, bánh mâm thắng đĩa nha. Đúng rồi. Rồi, bên đây là Sirius nữa nè. Bên đây là Sirius đời 2012. Duy nhất một năm 2012 là nó có cái tem vòng. Đúng rồi nè. Cửa hàng bán ra là 10 triệu. 10 triệu hả chị? Đúng rồi. Ồ, có 10 triệu mà các bạn. Bánh mâm thắng đĩa luôn á nha. Đúng rồi. Đó là cái này mình đi làm. Đời 2012 tem vòng đó. Dạ. Bên đây là một con. Cái này là Sirius FI đời 2016. Dạ. Cái này cửa hàng bán ra là 14 triệu. Cái này là áo của Quang Phương sơn trực tiếp này. Dạ. Chứ không phải là xe mà dán tem chùm đâu. Dạ, cái này là nó sơn trực tiếp luôn. Luôn đó. Bánh châm thắng đĩa nè các bạn. Mình rất là thích những cái phiên bản mà bánh châm thắng đĩa này rất là đẹp. Rồi. Tiếp theo là một con GD110 của Suzuki. Cái đó là màu đen. Dạ, và đèn số bóng. Thành phố. Cái đó cửa hàng bán ra là 23 triệu. 23 triệu biển số thành phố nha. Đời 2018. Dạ, 2018 đó. Ừ. Rồi, ok. Bây giờ nhờ bằng camera cái xe này là sao đây chị Nga? Em thấy em khoái con này là SH. Dạ. Này SH này là mình Việt này. Nam mình nên mẫu ý luôn ha. Đúng rồi, cái này chắc bị hết bình rồi. Dạ. Cái này cửa hàng bán ra cũng là 63 triệu. 63 triệu luôn đó các bạn. Màu đỏ, hàng Việt Nam nên form ý. Dạ, 63 triệu. Rồi. Rồi ở đây là mấy con Exciter. Đó là F135 á. Dạ. F135 là cái này cửa hàng. Cái áo nó bị chảy quá, thành ra là bỏ ra làm lại một chút xíu để cho nó đẹp. Chứ còn máy móc của nó còn zin luôn. Cửa hàng bán ra là 19 triệu. 19 triệu ha. Con Alpha này mới đặc biệt nè. Con Alpha này mới là đặc biệt. Nếu như dành cho những bạn mà gọi là mấy bạn tuổi teen trẻ tí ha. Tuổi teen trẻ. Đây để thích cho đẹp mấy vậy. Ê, rớt cái bình này. Ok. Đó. Rồi các bạn xem giúp mình nha. Đây, thắng đĩa sau nữa nè anh em. Đó, nhờ bạn camera để cho bạn nó quay được rồi chị. Đó là niềng nhôm. Rồi căm mạ rôm dẹp. Gắt chân đùi gà. Đó. Không biết là đề không nên cái hết mình nữa ha. Cặp đĩa lên cặp đĩa luôn. Con này mình để bao nhiêu vậy chị? 10 triệu à em. Có 10 triệu à. Ừ. Lên đồ chơi vậy là ngon lành luôn, có 10 triệu các bạn. Còn ở đây á là các bạn nào mà muốn lên SH ý rồi ha. Nè. Đây. Đó, đây là những chiếc SH của Việt Nam Zin mà đang chuẩn bị lên form đây. Dạ. Đó. Đó. Các bạn chị nào nếu mà thích những cái dòng mẫu Việt Nam mà chẳng hạn như mấy video trước mà chị em mình làm á, muốn lên ý á thì cứ chờ khoảng một tiếng ha. Đây mình gọi dàn áo Việt Nam ra mình dán nhậu ý vô. Rồi. Okay. Đây là chiếc đang làm nè. Dạ. Đây cũng là chiếc đang làm luôn nè. Đang làm luôn nè. Đó. Đó. Ở sau này mình có con đó là con cái đó là AB. AB 125. Dạ. Ừ. Ok ha. Rồi, đây con. Cái đó là Future. Trung Quốc. Future Trung Quốc mà khách hàng đổi xe ra nó. Dạ. Cái này chỉ bán ra là 2,5 triệu. 2,5 triệu thôi ha. Đó. Anh chị nào mà muốn những cái dòng rẻ như vậy để đi làm công trình làm hồ hay này kia thì bao trời nắng trời mưa luôn, bao nước mặn luôn. Dạ. Đó. Cái đó là 2,5 triệu đó. Chỉ có 2,5 triệu là cái phương tiện mình đi làm thì ok rồi nha. Rồi, ok. Rồi, bên đây nè chị, bên đây là cái chiếc Future Neo nè. Cái này là Neo GT nè. Neo GT 27 hả chị? 27 nè, màu đen. Cái này cửa hàng bán ra là 25 triệu, xe chính chủ luôn. Zin không chị? Ừ. Cái này là máy Zin nè. Dạ, 25 triệu. 25 triệu. Ừ. Đó, Neo GT. Còn kế bên là một con Satria. Satria 2018. Satria đời 2018 màu trắng đen.
Cái này cửa hàng bán ra cũng là 48 triệu. 48 triệu ha. Ừ. Xe đó có đi cặp tay thắng rất là đẹp các bạn ha. Đúng rồi, lên cái đồng hồ nè. Đồng hồ lên cái bình luôn. Dầu trợ lực điện tử nè. Đó. Dạ. Ừ. Rồi, Sirius bên trong chị. Sirius bên trong là đời 2016 FI là 14 triệu. Dạ, 14 còn triệu. Còn bên trong là chiếc xe Cusi. Cusi đời 2010, 10 triệu. 10 triệu. À. Đó. Các bạn thấy là cái giá cả ở cái kho xe này như thế nào? Ok đúng không? Đó, nếu mà các bạn lao động xe phổ thông thì bao la luôn. Dạ. Đó. Anh chị và các bạn nào mình có nhu cầu mua, mình cứ mạnh dạn và liên hệ về trực tiếp theo hai số điện thoại mình đang để cho màn hình cho các bạn nha. Nếu như mà mua xe thì sợ thợ của chị sẽ rửa ráy làm lại lên cho nó đẹp. Dạ. Ừ, ngồi chờ uống xong ly cà phê là xong rồi. Dạ. Ok, nên các bạn cứ yên tâm vấn đề đó. Rồi. Còn giờ thì không biết là chị Nga có gì chia sẻ với các bạn trước khi chị em mình bấm máy kết thúc video này không chị Nga? Thì từ nãy đến giờ thì cũng chia sẻ rất là nhiều các loại dòng xe rồi. Dạ. Đủ thứ, rồi xe nhỏ, xe lớn, xe đi làm, rồi xe đi chơi, rồi đầy đủ hết, nói chung là đầy rất đủ nhiều. Hết. Từ dòng xe nhỏ tiền đến những dòng ô tô luôn. Từ 2 triệu rưỡi cho tới 200 triệu. 250 triệu. Má là có hết. À, có đầy đủ hết. Thành ra là các bạn có nhu cầu mà tin tưởng cửa hàng thì cứ gọi điện tham gia tham khảo thoải mái luôn. Thế thích xe nào, ví dụ như mua tiền mặt thì chuyển khoản rồi gửi xe, mua trả góp thì bắt buộc phải tới cửa hàng để mà làm hồ sơ. Thành ra là cửa hàng cũng có gọi là chốt gọi là nhắn nhủ với lại các bạn. Cũng rất là vui được phục vụ khách hàng và được đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và được nghe những lời đóng góp ý kiến cũng từ phía khách hàng để dẫn đến những cái mà cho ngày nó càng thành công, nó càng ok hơn. Đúng rồi, đôi ta cùng tiến, gọi là đôi ta cùng tiến đi để đi đến những cái mà tốt đẹp nhất cho cửa hàng và cho những người khách hàng thân yêu đã tin tưởng vào cửa hàng của mình. Cũng chúc quý vị cùng các bạn xem video clip vui vẻ, rồi thân mến ủng hộ cửa hàng. Ok hen, nói chung là cảm ơn chị rất là nhiều đã dành cái thời gian để mà chia sẻ những cái giá xe tại cửa hàng. Và cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều cũng đã dành cái thời gian để mà theo dõi chị em mình báo giá những cái dòng xe tại cửa hàng xe máy thành công. Nếu mà ai mà muốn mua xe, ai mà có nhu cầu mà muốn tham khảo thì cứ mạnh dạn alo cho hai số điện thoại em đang để trên màn hình để mà gặp trực tiếp chị nha, hoặc là chồng chị nha, chỉ có hai số đó thôi. Đúng rồi. Địa chỉ thì các bạn cũng biết ở đâu rồi, mình đã hướng dẫn rất là rõ rồi. Ngàn bến xe xương, cửa hàng xe máy thành công. Ok ha. Bây giờ hai chị em mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm dõi video của mình. Bây giờ xin chào lại các bạn video sau.